Thì em soạn cái đơn hàng cho chú Giỡn ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chú mua là gồm 6 cây trang trắng, 2 cây trang lá hẹ. Thì bây giờ em sẽ chọn 6 cây trang trắng cho chú Giỡn. Mời cả nhà cùng chọn cây để gửi cho khách cùng em nha. Mình sẽ chọn 6 cây trắng. 1, 2, 3. Một cây to to cho chú. 4. 4 cây rồi. Cây to to, cao cao cho chú trồng cho mau. 5. Cây nào cũng ra bông hết rồi. 2, 4, 5 này. Chọn một cây nữa. 6 cây trong đây. Cái này cũng khá là cao. 6. Cây. Tiếp theo bên đây là mình sẽ chọn. Qua bên đây là em sẽ chọn 2 cây lá hẹ cho chú Dọn. Tiếp tục 2 cây lá hẹ. 2 cây lá hẹ. 2 cây. Ở đây có một cây à ta. Đây cây lá hẹ. Cây nào có bông? Cây này có bông. Hai cây đó có bông. Là 2 cây. Rồi, để đây cho 7 đống thùng. Bên kia 7 đang sắp gì. Tiếp theo là một cây Mỹ đỏ và một cây Mỹ hồng cho anh Nghĩa ở Bình Định. Một cây Mỹ, một cây Mỹ hồng và một cây Mỹ đỏ. Mỹ đỏ đây. Mỹ đỏ. Mỹ đỏ là cây này phải không? Đúng rồi. Mỹ đỏ là. Wow, cây này nặng dữ. Mỹ đỏ. Mỹ đỏ. Cây mỹ hồng. Rồi kéo lại gần đây tận đống thùng. 6 cây trắng như 2 cây lá hẹ là 8 cây. 8 cây cho chú Dũng. Tiếp theo là gửi cho một khách ở Tiền Giang. 2 cà rốt, 2 vàng nghệ, 2 đỏ. Một cây cà rốt. 2 cây cà rốt. 2 cây vàng nghệ, 2 cây đỏ. 2 vàng nghệ. 2 vàng nghệ thì đây.
có bông mà nè. Một phần nè, hai phần này, hai cây phần này. Trên tên tới hai cây đỏ, hai cây đỏ, hai cây đỏ đây, hai cây đỏ, hai cây vàng nhẹ, hai cây vàng nhẹ đây, hai cây một cam, cà rốt, tổng cộng là 6 cây. Rồi mình để lên đây 6 cây. Rồi tổng thể hôm nay mình sẽ gửi đi 3 chủ, gồm một chủ là 6 cây bông trang trắng, 2 cây lá hẹ, một chủ thì 1 cây mỹ đỏ, 1 cây mỹ hồng, còn bên đây một chủ là 2 cây đỏ, 2 cây vàng nghệ, 2 cây màu cà rốt. Đó là đơn hàng hôm nay. Rồi mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video ngắn mình gửi hàng cho khách. Chúc các bạn có một ngày thứ 6 làm việc thật là vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.